Sao Việt nghẹn lòng bày tỏ cảm xúc về ba chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hy sinh trong vụ cháy lớn. Chiều ngày 1 tháng 8, một vụ cháy lớn đã khiến ba chiến sĩ thuộc đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Cầu Giấy, Hà Nội hy sinh. Sau khi đưa 8 người ra khỏi đám cháy an toàn, ba chiến sĩ tiếp tục quay lại tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ thì trần nhà sập xuống, đè vào người, khiến các anh hy sinh. Sự việc làm nhiều người tiếc nuối, xót xa. Trên mạng xã hội, nhiều tài khoản để lại bình luận chia buồn, động viên gia đình các chiến sĩ, đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người hùng thầm lặng trong thời bình. Một trong ba chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã hy sinh là Trung úy Đỗ Đức Việt. Mới đây, trên trang cá nhân, Trần Việt Hoàng, người từng vào vai một chiến sĩ phòng cháy chữa cháy trong phim Lửa Ấm, đã có những chia sẻ đầy xúc động về người bạn thân hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Hôm nay nhận được tin này, mình không thể kìm lòng được. Ở thời điểm quay phim Lửa Ấm, mình đóng vai một cậu lính phòng cháy chữa cháy trẻ. Bản thân mình đã lấy Việt, người bạn duy nhất làm chữa cháy, để hình dung về vai diễn. Ngược lại, cậu ấy theo dõi rất tường tận bộ phim khi ấy mình đóng, comment không sót bất kể một bài nào liên quan đến nghề nghiệp của cậu ấy. Trung úy Đỗ Đức Việt, Việt Hoàng tâm sự. Nam diễn viên cho biết, anh luôn tự hào nhắc về người bạn là chiến sĩ phòng cháy chữa cháy với mọi người trong đoàn phim. Việt Hoàng xúc động, cảm ơn ông đã hết mình với Tổ quốc. Mong ông sang thế giới bên kia sẽ sống thật hạnh phúc và hoàn thành những thứ còn dang dở ở thế giới này nhé. Cảm thương, kính trọng và yêu quý ông. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn đăng tải kèm theo những bình luận cũ của người bạn xấu số khiến nhiều người không khỏi nghẹn ngào. Chính Trung úy Đỗ Đức Việt là người đã truyền cảm hứng rất nhiều cho Việt Hoàng về công việc phòng cháy chữa cháy. Qua những đoạn trò chuyện với bạn mình, Trung úy Đỗ Đức Việt bày tỏ sự biết ơn và hy vọng qua bộ phim Lửa Ấm, người dân cả nước sẽ hiểu hơn về các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy. Dưới bình luận, các nghệ sĩ cũng bày tỏ sự tiếc thương và kính trọng sâu sắc dành cho ba chiến sĩ dũng cảm đã hy sinh để bảo vệ cho cuộc sống của người dân. Diễn viên Trương Minh Quốc Thái, nam chính phim Lửa Ấm, chia sẻ. Tiếc thương và ngưỡng mộ các chiến sĩ 114 đã quên mình ngày đêm bảo vệ tài sản cho nhân dân. Diễn viên Hồng Diễm đăng tải loạt ảnh các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy ngồi nghỉ sau những phút giây mệt nhoài làm nhiệm vụ. Cô bày tỏ nỗi xót xa, tháng 8 đã khởi đầu theo một cách thật buồn. Ngày hôm nay, tràn ngập khắp các mặt báo, các trang mạng xã hội là hình ảnh những người chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kiệt sức, thất thần, buồn bã và cả tuyệt vọng sau một trận chiến giữa thời bình, mà ở đó, họ đã vĩnh viễn mất đi ba người đồng chí, đồng đội. Hồng Diễm chia sẻ, nghề cảnh sát phòng cháy chữa cháy, hay có một cách gọi thân thuộc khác là lính cứu hỏa, là một nghề mà khi nguy hiểm, tất cả mọi người đều cố gắng chạy thoát thân, thì các anh lại là những người lao vào nơi nguy hiểm nhất. Mỗi lần đi làm nhiệm vụ của các anh, đều không ai biết lần nào là lần cuối. Vậy là bữa cơm tối qua, đã có những người chồng, người cha, người con vĩnh viễn không thể về ăn cơm cùng gia đình được nữa, xin được cúi đầu biết ơn sự hy sinh anh dũng của các anh. Cuộc đời này vốn dĩ vẫn luôn có những thứ, những con người, những mối quan hệ mà mới hôm qua chúng ta vẫn cảm thấy thân quen, hiện hữu như một lẽ dĩ nhiên, nhưng rồi lại có thể biến mất ngay sau một lần chớp mắt. Vì vậy, xin hãy trân trọng từng giây từng phút chúng ta đang được sống, hãy luôn yêu thương và trân quý những người thân yêu của mình. Qua những vụ việc đã xảy ra, mỗi người càng cần phải cẩn trọng hơn với những nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, đặc biệt là ở những nơi kín hiểm, nhiều vật dụng dễ cháy. Đồng thời, hãy luôn đề cao cảnh giác và sẵn sàng những tình huống để hạn chế những mất mát, thiệt hại không đáng có, xin kính cẩn nghiêng mình cảm tạ sự hy sinh đầy cao cả của các anh. Vô cùng thương tiếc ba chiến sĩ đã vì nước quên thân, vì dân phục vụ, có người lính, mùa thu ấy, ra đi từ đó không về, là một số bình luận của dân mạng.